Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Khi giao dịch mua bán trái phiếu tại công ty chứng khoán Techcom Security, chắc chắn anh chị sẽ quan tâm đến cái biểu phí giao dịch đúng không ạ? Tôi đã vào cái trang web Techcom Security để chia sẻ cùng với các anh chị về cái biểu phí giao dịch. Thứ nhất là các cái loại phí giao dịch mua bán trái phiếu thì cơ bản nó là khoảng 0.15% trên tất cả các kênh giao dịch ạ. Ở đây thì áp dụng đối với các nhà đầu tư cá nhân, còn đối với tổ chức thì nó chỉ là 0.01% trên tổng mệnh giá chuyển nhượng. Tuy nhiên đối với các nhà đầu tư cá nhân thì chúng ta cần phải làm rõ một chút, vì cái video này tôi muốn chia sẻ để nói cho các nhà đầu tư cá nhân hiểu thôi. Thế thì 0.15% này sẽ tính trên giá trị giao dịch, mà cái giá trị giao dịch này nó chính là tổng giá bán đấy ạ. Đó. Với mỗi một trái phiếu thì khi chúng ta mua là sẽ chịu 0.15% phí giao dịch, và khi chúng ta bán thì sẽ chịu 0.15% phí giao dịch bán và một cái khoản thuế thu nhập cá nhân là 0.1% nữa. Thế thì có lẽ tôi sẽ làm một cái bảng tính để cho các anh chị và các bạn theo dõi về một cái giao dịch trái phiếu mà sẽ tính toán cái chi phí cụ thể các anh chị nhé. Chào mừng anh chị và các bạn đến với chương trình học trải nghiệm tài chính cá nhân. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Tiền của tôi Official. Để tìm kiếm các cái bài học mới nhất, anh chị vào YouTube và gõ từ khóa Tiền của tôi sẽ có rất nhiều các cái bài học mới nhất để anh chị tham khảo. Để nhận được các cái thông báo về các cái bài học mới nhất, anh chị đăng ký kênh và ấn vào nút chuông. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Sau đây tôi sẽ lấy ví dụ về một cái giao dịch mua bán trái phiếu của VinFast. Đây là một cái màn hình giao dịch mua trái phiếu. Và khi đầu tư trái phiếu thì chúng ta mua thì chúng ta chịu phí mua, và khi bán thì chúng ta sẽ chịu phí bán và thuế thu nhập cá nhân. Nếu trong trường hợp mà nhà đầu tư giữ đến khi đáo hạn thì sẽ không bị chịu cái phí bán và thuế thu nhập cá nhân. Ở đây tôi sẽ trình bày về cái trường hợp mà chúng ta mua và chúng ta bán trước hạn. Đó. Thế thì khi mua một trái phiếu VinFast, đây tôi ví dụ là mua 1.000 đi, 1.000 trái phiếu, thì tổng cái giá bán đấy, tổng giá bán sẽ là như thế này: 105.846.532 đồng. Tại sao cái giá bán nó lại cao hơn cái tổng mệnh giá? Bởi vì là nó có cái phần chênh phí margin của công ty chứng khoán đó. Vậy thì tôi sẽ tính cho các anh chị một cái bảng tính, nó sẽ cụ thể hơn để các anh chị có thể xem, đúng không ạ? Các anh chị có thể nhìn cái bảng tính ở đây nhá. Tôi sẽ tính này. Đây là một cái bảng mà tôi đã tổng hợp lại được rồi, đúng không ạ? Đây là trái phiếu iBond Brick này. Số lượng mua là 1.000 này. Đây là một cái giao dịch mua trái phiếu nhé. Thì khi giao dịch mua trái phiếu thì anh chị sẽ mất một khoản phí giao dịch với tỷ lệ phí là 0.15%. Đấy, tương đương với 158.770 đồng. Còn giao dịch bán trái phiếu thì tôi giả sử là cái giá bán trái phiếu nó bằng cái giá mua đi ạ. Thì cái tỷ lệ phí giao dịch này vẫn là 0.15%. Và cái thuế thu nhập cá nhân là 0.1%. Thế thì tổng cái chi phí mà khách hàng khi mà giao dịch mua và giao dịch bán trái phiếu nó sẽ ra là 423.386 đồng, và nó tương đương với cái tỷ lệ phần trăm là 0.4% trên tổng cái giá trị mua trái phiếu hay tổng giá trị đầu tư ban đầu, đúng không ạ? Như vậy là anh chị đã vừa hình dung được là khi mà giao dịch mua trái phiếu thì không phải là chúng ta chỉ có chịu về cái giá phí mua đâu, mà chúng ta cũng phải tính đến cả cái phí bán cơ. Đó, và cái thuế thu nhập cá nhân nếu chúng ta bán trước hạn. Còn nếu chúng ta mà không bán trước hạn thì sẽ không cần quan tâm đến cái phần giao dịch bán này, các loại phí liên quan đó. Như vậy là tôi đã vừa trình bày với các anh chị cơ bản về các loại phí giao dịch mua bán trái phiếu để các anh chị dễ dàng hình dung khi thực hiện đầu tư trái phiếu doanh nghiệp iBond tại Techcom Security.
Xin cảm ơn các anh chị và chúc các anh chị đầu tư giao dịch thành công.